Giữa đường phố lúc nửa đêm, có một thứ gì đó ma không ra ma, người không ra người đang vẫy tay. Kelly bị cảnh tượng trước mắt thu hút, ngay sau đó liền bị một chiếc xe ô tô phóng như bay đến hất văng đi. Sau một hồi cấp cứu căng thẳng, cuối cùng Kelly cũng được cứu sống. Nhưng cô bị gãy chân, Kelly không hề tìm hiểu xem đó là thứ quái quỷ gì, cũng không điều tra xem hung thủ là ai, mà lại lựa chọn bỏ qua chuyện này, trở về nhà dưỡng thương. Thế nhưng con ma vẫn chưa chịu buông tay. Kelly vừa nén cơn đau chìm vào giấc ngủ thì một cánh tay ma trực tiếp túm lấy cô. Kelly nghi ngờ rằng trên lầu có ai đó đang đùa giỡn. Thế là bố Kelly liền đi lên phòng 514 kiểm tra. Tại đây ông nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Trên sàn gỗ in đầy vết chân máu. Quan trọng là nơi vết chân biến mất lại chính là vị trí bên trên chỗ Kelly ngủ. Rõ ràng là con ma đã thò tay xuống từ nơi này. Nhưng vào lúc này, khi Kelly rời khỏi sự bảo vệ của bố thì cô lại gặp phải tai ương. Khi Kelly đang nói chuyện với bạn thân, thì cô bạn thân nói có ai đó đang đứng phía sau Kelly. Kelly giật mình quay đầu lại nhìn, thì điều đáng sợ là không hề có ai cả. Thế nhưng ngay giây sau đó, đột nhiên mất mạng, một bóng ma đột nhiên xuất hiện phía sau tấm rèm. Kelly sợ hãi hét toáng lên. Kelly muốn chạy nhưng chân đã gãy, chỉ có thể đối mặt với cơn ác mộng. Lúc này bóng ma kia vẫn đang không ngừng tiến đến gần. Thấy con ma chuẩn bị hiện thân, nhưng ngay sau đó lại biến mất dưới sàn nhà. Kelly tưởng rằng con ma đã chui xuống gầm giường. Cô vừa sợ vừa muốn xem nên đã thò đầu xuống kiểm tra. Tiêu rồi, dưới giường không có. Quả nhiên bàn tay ma đột nhiên xuất hiện từ phía trên, trực tiếp ném Kelly ra khỏi giường. Đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này, điều bất lực nhất là không thể chạy được, chỉ có thể trừng mắt nhìn đôi chân ma xuất hiện. Sau đó con ma kéo rèm lại, tắt điện và máy tính, chuẩn bị tiến hành màn tra tấn cuối cùng với Kelly. Cũng may bố Kelly nghe thấy tiếng động chạy đến. Con ma lập tức bị ma lực của đàn ông dọa bỏ chạy. Bố Kelly vội vàng đưa Kelly đến phòng khách nghỉ ngơi. Kelly tưởng rằng chỉ cần rời khỏi phòng ngủ là có thể thoát khỏi con ma kia, nhưng cô đã quá ngây thơ. Đến đêm, trần nhà một lần nữa xuất hiện vết nứt. Điều này báo hiệu con ma chuẩn bị đến. Kelly sợ hãi vội vàng dùng chăn trùm kín đầu. Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Thế nhưng đợi khi cô mở chăn ra thì ôi mẹ ơi. Không hiểu tại sao Kelly lại xuất hiện ở trước phòng 514. Nhưng vẫn chưa là gì cả. Quan trọng là Kelly còn tự ngồi trên xe lăn một cách kỳ lạ. Kelly đẩy xe lăn muốn nhanh chóng trở về phòng. Nhưng khi Kelly đang đợi thang máy, đột nhiên một cánh tay ma xuất hiện. Trong hành lang trống rỗng, một con ma đang đẩy Kelly tiến về phía trước. Nó muốn đưa Kelly đến cái chết. Kelly sợ hãi ra sức hét lớn, nhưng không hề có bất kỳ ai đến cứu cô. Sau đó cô lại bị con ma đẩy đến phòng 514, sau đó trực tiếp đẩy ngã Kelly xuống đất. Nó muốn dọa Kelly đến chết. Lúc này một con ma nữ không mắt đang bỏ phía trước mặt Kelly. Kelly sợ rằng kết cục của mình cũng sẽ thành như vậy. Cô sợ hãi điên cuồng đập sàn nhà hy vọng có thể thu hút sự chú ý của bố. Quả nhiên bố Kelly nghe thấy tiếng kêu cứu của Kelly. Ông lập tức chạy từ phòng 414 lên phòng 514, sau đó lập tức nhấc Kelly lên xe lăn. Thế nhưng lúc này bố Kelly phát hiện ra một cảnh tượng đáng sợ. Trên sàn nhà một lần nữa xuất hiện vết chân máu. Bố Kelly đi men theo vết chân máu dẫn đến một thi thể bên dưới lầu. Thế nhưng khi Kelly đen đủi bước đến nhìn thì lại nhìn thấy thi thể đó đột nhiên bay lên. Thấy Kelly sắp bị thi thể kia kéo xuống lầu, bố Kelly ra sức kéo chân Kelly lại. Cuối cùng phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể cứu sống được cô. Bố Kelly nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn hai bố con cũng sẽ bị con ma kia hành đến chết. Thế là ông liền đến tìm thầy Pháp đến trừ tà. Không kịp vòng vo nữa, lập tức nhập hồn. Ba người tay nắm tay, ngay lập tức bước vào thế giới ma quỷ. Bà bắt đầu đi tìm kiếm con ma đang quấy rầy Kelly. Nhưng nơi này có quá nhiều hồn ma. Bà Pháp sư lập tức bị một con ma áo đen khống chế. Thả tôi ra, thả tôi ra. Không thể nghĩ ra bất cứ điều gì được. Bà Pháp sư đã sắp bị con ma bóp cổ đến chết. Bố Kelly thấy vậy điên cuồng lay người bà ấy, vừa lay vừa gọi lớn tên của bà. Cuối cùng bà Pháp sư cũng có thể quay trở lại. Bà ấy biểu thị con ma này rất khó đối phó. Còn chưa nhìn thấy được rốt cuộc hung thủ là ai, đã suýt bị tai say của nó bóp chết rồi. Thế là bà Pháp sư tìm đến đội thầy Pháp mạnh hơn nhờ giúp đỡ. Thế nhưng đợi khi thầy Pháp đến nơi thì Kelly đã không may bị con ma nhập vào. Thầy Pháp vội vàng trói Kelly lại, một lần nữa lên đồng, bà Pháp thuận lợi đi vào thế giới ma quỷ. Con ma đen một lần nữa đột kích, lần này bà sớm đã có sự chuẩn bị, bà lập tức xông đến đánh nhau với con ma, cuối cùng hất văng nó đập vào tường, nhẹ nhàng khống chế nó. Nhưng lúc này bà Pháp lại nhìn thấy người chồng đã chết của mình. Khi hai người đang ôm nhau lưu luyến bịn dịn, thì bà Pháp đã nhìn thấu được âm mưu của lũ ma tàn ác. Hóa ra người chồng chính là do con ác ma biến thành. Bà Pháp rút dao chém thẳng vào mặt của người chồng. Con ma ngay lập tức hiện nguyên hình. Con ma tự biết mình không phải đối thủ của bà, nên liền thả linh hồn của Kelly ra giao trả cho bà. Thế nhưng hành động của bà Pháp quá thô bạo. Bà đẩy ngã con ma sau đó kéo Kelly bỏ chạy. Hai người đã sắp thoát khỏi nơi ác quỷ này. Nhưng lúc này đột nhiên con ma xuất hiện chặn đường hai người lại, còn hất văng bà Pháp bay xa chục mét. Bà Pháp quyết định dùng trí tuệ, giả vờ cứng rắn. Đợi khi tiếp cận được con ma lập tức đạp mạnh sàn nhà. Con ma lập tức rơi xuống dưới. Bà Pháp nhân cơ hội chạy thẳng một mạch đến bên xác thịt của mình.
bà thuận lợi nhập hồn vào xác. Nhưng đến khi Kelly chuẩn bị nhập hồn thì Dan đuổi thay, cô lại bị con ma khống chế. Trong thời khắc quan trọng, bà Pháp đột nhiên gọi tên mẹ của Kelly. Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Quả nhiên mẹ Kelly xuất hiện. Nếu như mẹ của Kelly đã được tái sinh thì thật sự không biết nên làm thế nào. Thật là một vở kịch kịch tính kéo dài. Mẹ của Kelly bắt đầu đánh thức Kelly. Sau khi Kelly tỉnh lại lập tức cào mặt con ma ra. Cứ như vậy con ma lập tức tan biến. Thật là hiếu kỳ không biết sau khi ma chết đi thì sẽ biến này gì nhỉ? Kelly đã được hoàn hồn. Xem ra câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục vén màn từng câu chuyện ở trong phần 4 nhé. Bạn nghĩ xem tại sao phim ma càng sợ thì lại càng muốn xem? Chủ yếu là bởi vì phim ma có thể giải tỏa căng thẳng. Một trường đại học từng làm một nghiên cứu về những người thích xem phim ma và người không thích xem phim ma, thì mức độ cảm nhận nỗi sợ đều giống nhau. Điều khác nhau duy nhất là mức độ hứng thú của họ khi xem phim ma. Người thích xem phim ma thì mức độ hứng thú cao, người không thích xem thì có mức độ hứng thú thấp. Điều này chứng tỏ một người khi xem phim ma có sợ hay không và có vui vẻ hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người thích xem phim ma có thể trải nghiệm được những cảm xúc sợ hãi và thú vị đan xen. Đây chính là lý do tại sao phim ma càng đáng sợ lại càng muốn xem. Fan của PH đại đa số đều đang theo đuổi loại cảm xúc đan xen này. Đương nhiên là còn có một số người muốn rèn luyện tính gan dạ của mình. Rất nhiều người thời thơ ấu đã mang một tâm lý sợ sệt, luôn cảm thấy cứ đến tối là trên đường sẽ xuất hiện rất nhiều ma quỷ. Nhưng đến khi trưởng thành vẫn chưa nhìn thấy hình thù của con ma ra sao. Khi nhận thức không ngừng tăng lên, sự gan dạ cũng theo đó tăng cao. Rất nhiều thứ hồi bé sợ vãi tè nhưng lớn lên thậm chí nhìn thấy chúng còn bật cười. Bây giờ có rất nhiều người khi xem bộ phim ma đã bắt đầu chuyển từ sự sợ hãi ban đầu chuyển sang cảm giác thích thú. Âu thật kỳ lạ, còn so sánh xem con ma này có đẹp hơn con ma trước không? Có khi còn cảm thấy tạo hình của con ma xấu quá nên vẽ thêm lông mày thì đẹp hơn chẳng hạn. Thậm chí còn như đang thưởng thức một vở kịch hài hước. Đôi khi còn chỉ ra những điểm không hợp lý của con ma và bị họ cười nhạo ngốc nghếch. Cũng có thể xem một cảnh ma rất đáng yêu. Đặc biệt là khi con ma và pháp sư đấu trí với nhau, lúc nào con ma cũng là người thua. Trong đó có một fan hâm mộ đã kể lại thế này. Anh ấy nói trước đây luôn gặp ác mộng, thậm chí buổi tối nhìn thấy bộ quần áo cũng tưởng là ma. Nhưng từ sau khi xem những bộ phim ma của Page, cũng vẫn gặp ác mộng gặp ma. Cũng đôi khi tỉnh giấc nhìn thấy quần áo tưởng là ma. Nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác. Trước đây đều là nỗi sợ, đỡ đến nỗi bừng tỉnh. Thế nhưng bây giờ khi gặp phải chúng còn muốn bắt tay giao lưu một tí, thậm chí là mời họ ăn bữa cơm. Một thời gian sau dường như không gặp lại những cơn ác mộng đó nữa. Thậm chí bây giờ nghĩ lại thì thấy những con ma đó đều xuất phát từ chính tâm lý sợ hãi của mình. Khi hiểu được tâm lý sợ hãi của bản thân và tìm được cách khống chế nó thì sẽ không bao giờ thấy sợ nữa. Tâm lý sợ sệt cũng tự nhiên biến mất. Đó là phương thức xem phim ma để khống chế nỗi sợ. Bản thân có thể chấp nhận nhiều mức độ đáng sợ thì lại càng trở nên mạnh mẽ. Tâm lý của bản thân cũng sẽ trở nên kiên cường hơn. Sau khi khống chế được tâm lý sợ hãi, hãy tìm một bộ phim ma xem lại. Nó giống như một cuộc đấu võ vậy, thật sự rất đưa cơm. Được rồi, câu chuyện hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người lần sau.